Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ hai ngày 6 tới tháng 2 năm 2023. Chúc quý vị một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, thôi rồi Trung Cộng ơi, quả tiễn Mỹ đang trên đường tới Nhật Bản, vì sao, tại sao? Nội dung thứ hai, chú Buri cảnh báo nóng sẽ thiêu rụi Ukraine. Nội dung thứ ba, nhà của chú Buri sẽ là mục tiêu kế tiếp. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, giúp gia chiếu bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì trong suốt gần 12 tháng vừa qua, chú Buri đã thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề cả kinh tế lẫn chính trị. Rồi, trong suốt thời gian vừa qua, chúng ta nghe thấy là chú Buri tấn công, phóng hỏa tiễn, tên lửa, tàn phá, phá hoại đất nước Ukraine. Nhưng chưa có một cái thông tin nào mà nhà chú Buri bị quánh, đúng không quý vị? Rồi, đây. Thì trong suốt 72 tiếng đồng hồ vừa qua, sau khi Mỹ, Đức tuyên bố hỗ trợ xe tăng thiết giáp cho Ukraine, rồi chưa hết. Bên cạnh đó, Mỹ còn đã quyết định cung cấp tên lửa hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Cho nên vào ngày hôm qua, trong một cái cuộc phỏng vấn với tờ báo của Đức, ông Fyodor, ông này là một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Ukraine, ông ta cho biết như thế này, là lực lượng quân đội Kiev sẽ không nương tay khi mà tấn công các địa điểm bên trong lãnh thổ Nga. Rồi, nói như thế này, rầm rộ các nhà lập pháp Ukraine nhấn mạnh bất kỳ kho vũ khí hay cơ sở quân sự nào trên lãnh thổ của chú Buri đều là mục tiêu quân sự hợp pháp, và kể cả thủ đô Moscow, cái nơi mà chú Buri đang cư ngụ, sẽ là không ngoại lệ, là mục tiêu cho quân đội Ukraine quánh và tấn công. Tại vì sao? Trong suốt 12 tháng vừa qua, Ukraine chỉ có chống đỡ, né và phòng vệ, tự vệ, chứ không có tấn công qua bên kia. Nhưng kỳ này họ không còn nhịn được nữa, họ sẽ tấn công vào lãnh thổ chú Buri và cả luôn cái nơi mà chú Buri đang ẩn náu. Theo như dữ liệu của chính phủ cho biết, thủ đô của chú Buri là một thành phố đông dân nhất nước Nga, khoảng 13 triệu người, và Moscow là cái nơi đặt trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Trung tâm Quản lý Quốc phòng của chú Buri. Cả hai đều nằm ở trung tâm thành phố Moscow và bây giờ đã bị đưa vào tầm ngắm và là mục tiêu để bị quân đội Ukraine tấn công. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Thì sau khi mà bên phía Nga nghe được cái điều này, thì vào ngày hôm qua, ông Dmitry Medvedev, ông này cảnh báo là Mỹ và NATO cung cấp vũ khí tiên tiến hiện đại tầm xa cho Ukraine sẽ gây cho cái thế giới này một cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, và không ngoại trừ chiến tranh hạt nhân. Và ông ta nói như thế này, là chú Buri sẽ ra lệnh cho quân đội phóng hạt nhân để mà thiêu rụi Ukraine. Tức là khi mà ông ta phóng hạt nhân ra thì ông ta nói là cả đất nước Ukraine sẽ thành tro bụi. Gây cấn quá quý vị ơi. Thì vào ngày hôm qua, trong một cái cuộc phỏng vấn, cái ông Dmitry này, ông này là coi như cánh tay phải của chú Buri, ông ta nói là chú Buri, chú sẽ không ngồi yên để cho bị quánh, và chú cũng không chấp nhận là ai quánh vào cái lãnh thổ của chú. Chú quánh người ta thì được, nhưng chú không chấp nhận một cái viên đạn nào lọt vào lãnh thổ của chú ta. Chú nói là bất kỳ một cái viên đạn nào mà lọt vào đất nước Nga thì ông ta sẽ kích hoạt
cái điều lệ của nước Nga là phóng hạt nhân vào đối thủ. Ghê cấn quá, và ông ta nói là khi hạt nhân ông ta phóng ra là sẽ thiêu rụi cả đất nước Ukraine. Đây là một cái lời cảnh báo gây gắt, gây cấn và hại não quý vị nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp, nó liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ trong suốt thời gian vừa qua. Trung Cộng đã làm mây, làm mưa, làm gió, làm bão tại Biển Đông cũng như là vùng châu Á. Rồi bây giờ vào ngày hôm qua, chính quyền của chú Bảy đã lên một cái kế hoạch. Đây quý vị nghe kỹ nha, đã lên một cái kế hoạch để mà đưa vũ khí hiện đại quả tiễn tầm xa tới Nhật Bản. Để gì? Để răn đe Trung Cộng. Đây, mời quý vị nghe kỹ. Thì vào ngày hôm qua, theo như ông tướng Minihan cho biết, tức là cách đây một tuần ông ta cũng đã ra một cái lệnh rồi, nhưng vào ngày hôm qua ông ta lặp lại một lần nữa. Đây, cách đây một tuần theo như đài NBC cho biết là một cái chỉ thị của đại tướng Mike Minihan, chỉ huy trưởng bộ tư lệnh tiếp dẫn không quân Mỹ, gọi tắt là AMC. Ông ta dự đoán là như thế này: Mỹ và Trung Cộng sẽ không tránh khỏi một cái cuộc đụng độ quánh tay đôi với nhau, rồi có thể năm nay hoặc là năm sau. Rồi ông ta cho biết là ông ta ra một cái chỉ thị cho tất cả quân lính Mỹ là phải sẵn sàng chiến đấu và bắn cả băng đạn vào mục tiêu, và nhớ là nhắm vào đầu của họ để mà bắn. Gây cấn quá quý vị nha. Rồi, ông tướng Minihan ông ta cho biết như thế này là phải sẵn sàng. Tại vì sao? Cái dự đoán của tôi suy nghĩ là 99% nó sẽ xảy ra, tức là cái cuộc chiến này nó sẽ xảy ra, không sớm thì muốn. Tại vì năm 2024 nước Mỹ sẽ có một cái cuộc bầu cử tổng thống, và nước Đài Loan cũng có một cái cuộc bầu cử tổng thống, cho nên chủ tịch Tập sẽ nhân cái cơ hội này để mà trục lợi, sẽ ra quân để quánh Đài Loan. Tại vì chủ tịch Tập suy nghĩ là nước Mỹ đang lộn xộn luôn sơ bu cái chuyện bầu cử tổng thống thì sẽ không có lo lắng gì được cho Đài Loan, cho nên ông này ông đã ra lệnh cho quân lính chuẩn bị hết rồi quý vị nha. Thì cũng như chúng ta đã biết, cái mục tiêu mục đích của chủ tịch Tập là lúc nào cũng muốn thống nhất Đài Loan, và không chỉ riêng Đài Loan đâu, cả luôn vùng châu Á. Cho nên vào ngày hôm qua Mỹ đã đưa ra một cái kế hoạch sẽ đem những cái tên lửa Tomahawk, những cái tên lửa tầm trung tầm xa đến cho quân đội Mỹ ở Nhật Bản. Tại vì hiện tại bây giờ quân đội Mỹ đang có mặt ở Nhật Bản và Nam Hàn, mà bên đó hiện tại giờ chưa có những cái quả tiễn tên lửa tầm xa, và bây giờ Trung Cộng nó quậy quá, cho nên Mỹ bắt buộc phải đem những cái này để bên đó, lỡ có chuyện gì là có đồ chơi sẵn sàng để bập Trung Cộng đó. Các ý của nước Mỹ là như vậy quý vị. Thì đây cũng là một cái thông tin mà làm cho chủ tịch Tập bất an, ăn không ngon ngủ không yên. Chủ tịch Tập giống y hệt như chú Buri, không muốn một cái quân đội nước nào ở ngay cái hàng rào, cũng như là không muốn cái đồ chơi của quân đội nước nào mà đặt ngay cái hàng rào của chúng ta. Thì chủ tịch Tập cũng y hệt như vậy. Rồi sau giờ phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.